xin chào các bạn, mình là Kim Dung từ bên Vita Perfume nước hoa Vita. Trong video trước thì mình đã giới thiệu đến với các bạn chai nước hoa mà mình đánh giá là hay và đáng sở hữu nhất của nhà Zoologic, chai Hummingbird. Thì ngoài cái chai Hummingbird ra thì những chai nước hoa nào của nhà Zoologic mà mình nghĩ rằng có thể sưu tập, có thể sử dụng thường xuyên được mà không quá hạt co, thì mình xin giới thiệu đến với các bạn một cái chai nước hoa khá là hay và rất tiếc là đã ngừng sản xuất vào tháng 7 năm nay của nhà Zoologic, đó chính là chai Dragonfly, tức là con chuồn chuồn. Thì Zoologic thì mọi người biết rồi, đây là một nhà nước hoa rất là thú vị đến từ Canada. Cái nhà sáng lập nên cái nhà nước hoa này tên là Victor Wong, và ổng không phải là nhà pha chế mùi hương mà ổng là một nhà động vật học yêu hương thơm. Thì sau khi 40 tuổi rồi ổng mới làm nước hoa nha các bạn nha. Thì ổng lấy cảm hứng từ một cái bài hát, từ một cái bài hát mà The Carnival of Animal. Do đó những cái chai nước hoa của nhà Zoologic này họ bị ảnh hưởng bởi động vật rất là lớn và rất là sâu sắc. Có thể mọi người thấy ha, trên bàn mình là toàn những cái chai nước hoa mà mình thấy là con ngài nè ha, con gấu trúc, con tê giác, con chuồn chuồn, con cú tuyết ha, và con chim nhại. Thì đây là một nhà nước hoa lấy cảm hứng từ động vật. Tuy nhiên là cái nguyên liệu của họ là họ nói không với các nguyên liệu xuất xứ từ động vật và chỉ làm các nguyên liệu đến từ thực vật thôi. Thì cái tinh thần bảo vệ động vật và những cái sáng tạo độc đáo về mùi hương này khiến cho họ nhận được rất là nhiều cái giải thưởng danh giá mang cái giá trị nghệ thuật rất là cao, và họ chiến thắng ở rất là nhiều cái cuộc thi thường niên gần đây, khiến cho không chỉ riêng mình mà rất là nhiều người tò mò về cái nhà nước hoa Zoologic này, đặc biệt là từ cái ngoại hình bên ngoài đã khiến là mình muốn tìm hiểu về cái nhà nước hoa rồi này rồi, đúng không? Thì có thể nói là sao ta, những người yêu mùi hương đơn thuần và kể cả những người chấm thi đó các bạn, những người mà họ có cái mũi khó tính, họ vẫn bị chinh phục bởi những cái sáng tạo của nhà Zoologic. Những cái sáng tạo của Zoologic nó sao ta, nó bước ra ngoài cái khuôn khổ của định nghĩa thơm truyền thống. Và mình nghĩ rằng không những chỉ nhà Zoologic đâu, mà các nhà Nick và Indie khác họ đem đến những cái trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với người yêu hương thơm. Và đến một lúc nào đó thì mình cũng phải nhìn và mình nghĩ lại về các nhà nước hoa Nick và Indie trên toàn cầu mà mình chưa biết đến. Có rất là nhiều cái tuyệt tác ngoài kia đang đợi mình khám phá ha. Thì nói lung tung hơi nhiều rồi, mình sẽ đi cụ thể hơn về nhà Zoologic và cái chai con chuồn chuồn mà mình sẽ chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Thì các bạn thấy rồi, ở trên bàn của mình là những cái chai nước hoa lấy cảm hứng từ động vật ha. Những cái hoạt động, những cái tập tính cũng như môi trường sống của những cái con vật này sẽ được quan sát tỉ mỉ, sau đó được mô tả và miêu tả lại bằng hương thơm. Mỗi hương thơm nó mang một cái câu chuyện ha. Mỗi hương thơm nó mang một cái câu chuyện và một cái nhân vật trong đó. Nó rất là khác biệt và nó rất là lạ so với những cái chai nước hoa mà trước đây mình từng biết. Quá nổi tiếng của cái nhà Zoologic này là chai Hummingbird, con chim ruồi. Đây là chai nước hoa Nick Indie hay nhất 10 năm qua của Frantica bình chọn. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều các chai nước hoa khác mà mọi người có thời gian thì hãy tìm hiểu và hãy nghiên cứu về cái nhà Zoologic này. Ngoài chai Hummingbird, chai hay nhất dành cho nữ, cho nam của nhà Zoologic này, thì mình nghĩ rằng chai con chuồn chuồn ha, chai Dragonfly này cũng là một sáng tạo hết sức hay ho và cần được biết tới. Thì cái chai Dragonfly này là của mình là bản cũ ha. Những cái chai bản cũ thì nó sẽ có cái vỏ như thế này ha. Có hình cái con chuồn chuồn này ở trên và nó là một cái dạng là cuốn sách mình có thể mở ra được. Đây là chai Dragonfly bản cũ của mình. Còn những cái chai bản mới thì nó sẽ có cái vỏ trắng ở bên ngoài như thế này nè, và cái chai nước hoa ở bên trong thì nó không có còn in cái logo con này nữa. Dragonfly nó là một mùi hương như thế nào ta? Có thể dùng một cái câu ca dao ngắn ngắn như thế này: chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì thơm. Cái chai Dragonfly này của nhà Zoologic với mình là một cái chai nước hoa rất là thơm và đáng để trải nghiệm ha. Thì khi mà mọi người vừa mới xịt ra, mình có thể cảm nhận ra được cái mùi nước nè, cái mùi lúa chín và cái mùi cánh đồng, một cái cánh đồng lúa đang vào độ chín, có hoa sen trong đó nữa. Mùi hương nó rất là thư giãn và như mình nói rồi, nó được lấy cảm hứng từ cái môi trường sống của những cái con động vật này. Và khi mà ngửi cái mùi hương này, bạn có thể lập tức nghĩ tới một cái cánh đồng quê, một cái cánh đồng lúa chín đang vào độ tỏa hương, rất là dễ chịu, rất là thư thái và rất là an bình. Thì cái mùi hương xuất sắc của cái chai con chuồn chuồn này nó đến từ cái nốt hoa anh đào.
thì cái hoa anh đào trong tự nhiên á thực sự khiến cho mình cảm thấy là đây là một cái sáng tạo rất là hay và rất là thú vị, do họ làm cái nốt hoa anh đào này nó rất là mượt, nó rất là trong trẻo và khiến cho mình cảm thấy là cái mùi hương này nó hơi điệu một chút. So với những chai nước hoa Atrade Perfume khác thì cái chai Dragonfly con chuồn chuồn này trên tay mình là bản Older Perfume, nhưng mà mùi hương của nó khiến cho mình cảm thấy là sạch sẽ và nó dễ chịu ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên mà mình vừa mới ngửi được. Thì trước đây mình đã từng biết với nhà Zoologist này rồi, và cái tính animalic trong cái mùi hương á, cách đây 2 năm mình có đến nhà một cái anh gọi là cây đa cây đề trong cái làng chơi Zoologist này, và mình thử những cái con như là con civet nè, con bat hay con khủng long, cái mùi hương của nó mình ngửi cái là mình ngửi vòi là hy sinh rồi ha. Nên vậy mình bỏ qua cái nhà Zoologist này trong vòng 1-2 năm qua, mà mình không biết rằng họ có những cái sản phẩm mùi hương rất là dễ chịu, rất là thư thái và rất là tự nhiên giống như chai Dragonfly này. Mình ở đây mình không thể mô tả cho bạn được là nốt này là lúa, là nốt này nốt gạo, là nốt này nốt sen, nốt này nốt nước hay là nốt này nốt gì đó, bởi vì cái độ làm mùi của họ nó mượt mà, nó biến chuyển và nó thay đổi trên da mình, nó rất là thú vị. Cái mùi hương này khiến cho mình cảm thấy nó giống như một cái bản nhạc thiên nhiên vậy ha. Con chim chuồn chuồn, con chuồn chuồn nó bay từ cánh đồng lúa, nó bay qua cánh đồng hoa ha. Mình ngửi mùi mình cảm thấy rất là thư thái, rất là dạt dào. Nó cảm giác giống như là mình ở quê vậy đó. Cảm giác giống như mình ở quê, mình đứng giữa một cánh đồng lúa chín vậy. Mùi hương nó rất là đẹp, nó rất là an tĩnh. Mùi hương á nó có ảnh hưởng, nó điều khiển được cái cả cảm xúc của con người ghê ha. Khiến cho mình cảm thấy là đây là một cái mùi hương đồng gió nội, mùi hương đồng gió nội nha. Rất là đẹp và khiến cho người ngửi có cảm giác rất là thư thái. Nếu bạn không thích những cái nốt mùi animalic, bạn không thể thử được những cái chai nặng đô khác của nhà Zoologist, thì mình rất khuyến cáo các bạn nên thử hai con, đó là con chim ruồi Hummingbird và con chuồn chuồn Dragonfly ha. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi video của mình ngày hôm nay. Mình là Kim Dung từ Vita Perfume và hy vọng có thể gặp lại các bạn trong những video sau review về nhà nước hoa Zoologist này ha. Bye bye.